Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, tại thời điểm này cũng đã là 9 rưỡi rồi, 9 rưỡi buổi tối. Cửa hàng âm thanh Hạnh vẫn được chào đón một vị khách đến từ quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vâng, chú Hưng thì chú về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, vì ngày hôm nay cửa hàng có đi vắng và cũng đã hẹn những vị khách hàng muốn về sắm những sản phẩm thì trong ngày mai hoặc buổi tối ngày hôm nay. Và do công việc của cửa hàng cũng xong từ buổi trưa, vâng, 2 giờ cửa hàng cũng đã về đến âm thanh Đức Hạnh cũng đã về đến cửa hàng và đóng gói những sản phẩm như những vị khách hàng đã đặt những sợi dây AV, Magnetoc và những sợi dây loa. Vâng, tại thời điểm này thì đã là 9:30 buổi tối rồi. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vẫn được chào đón chú Hưng đến từ quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và chú cũng đã mang chiếc âm đi của mình để về ghép với một chiếc đầu CD Tech 25XS bản cũ. Vâng, trông rất là hợp form với sản phẩm thì chú cũng đã lựa chọn ngay cho mình được một chiếc đầu Tech 25XS bản cũ. Vâng, tại thời điểm này thì nó có khoảng giá là dưới 38.500.000. Vâng, chú cũng đã lựa chọn ngay. Vâng, trước chú cũng đã sắm cho mình cặp loa JBL L100, xin lỗi, L65A. Vâng, chú đã lựa chọn ngay cho mình một chiếc đầu còn rất mới và đẹp, đầy đủ phụ kiện, dây nguồn, khiển zin. Và chiếc đầu này thì có kèm giải mã nên được rất nhiều anh em trên mọi miền Tổ quốc ưng ý và săn lùng. Vâng, cửa hàng về được 2 chiếc thì chiếc này và một chiếc bản thường cũng đã có chủ ngay ngày hôm sau. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm audio bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, trong ngày hôm nay thì cửa hàng cũng về được có 3 sản phẩm. Vâng, cặp loa thì về từ ngày hôm qua rồi. Một cặp loa Tannoy Sterling GR hàng mới tinh, chưa được bóc thùng. Và một cặp loa Bose 363. Vâng, cặp loa Bose 363 phía sau anh vẫn trắng nhé. Và một chiếc Omni Concept 10, xin lỗi, 5.5. Vâng, âm thanh Hạnh xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Vâng, em say xe suốt từ trưa giờ lên rồi, rất là mệt. Em xin tạm dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.